thấy nghe người ông đi mở tiệm hàng bán hàng gì ông ta lùng đóng vào chúng ta lùng mà bán không hòa vào đây đây không bán à thêm được nữa theo có bao nhiêu người mà thêm điểm nữa là em đi bán đi tự bán ai nhiều vịt vừa thuê mua máy quay đây gọi là vịt nướng Quảng Nguyên đây. Vịt sống bao nhiêu tiền? Quay cả vịt sống vịt chín thì nó họ mới biết. Đây là vịt sống này. Hả? Có. Món gì đây? Hả? Món gì đây? Nhìn gì chú ký mà giả? Cái dòng trên hội nhiều cá cảnh rẻ đấy mà 1 triệu đấy, 1 triệu một con đang mỏng hơn thì lấy triệu một con. Hoa huyết đấy, huyết xanh, còn huyết đỏ. Những thành phố chi nhiều lắm, Hà Nội ít thì ra bán thì thành phố chi nhiều, còn nó giá cao nhiều. Ngon chưa? Cái màu nó đỏ lắm rồi. Giờ đi quay đi qua phát của hiện tượng không có đề nghiện sáng nay không thấy nữa thì vui nghiện thì mới nghiện phát đề. Thế thôi nhỉ.